video hướng dẫn vận hành máy CNC Pro R1 V9F. Đầu tiên thì khi mở máy lên thì máy sẽ hiện yêu cầu chúng ta về gốc tọa độ của ba trục và trục dao, trục xoay dao, thì chúng ta ấn vào góc trái màn hình, rồi ấn vào phần men, rồi ấn vào 4 cộng, Y cộng, Z cộng, với cộng, chúng ta ấn vào home, ấn chế độ home, rồi ấn vào 4 cộng, Y cộng, Z cộng, X cộng để cho nó về home. Máy sẽ từ từ chạy về home. Rồi sau khi đã về home thì chúng ta quan tâm đến chế độ. Ở trên này là chế độ auto, là chế độ chạy auto. Mấy đây là chế độ nhập lệnh. Jog là chế độ di chuyển và các phím ở trên này. Di chuyển và các phím ở trên. In jog chúng ta không sử dụng tới. MVG là sử dụng bộ chỉnh tay. Home ấy là chế độ về home của máy. MPG Simulation là chế độ mô phỏng quay bằng tay. Còn CLOP là chạy từng lệnh một. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần jog để điều khiển máy thì di chuyển các trục. Muốn di chuyển chạy ở tốc độ nhanh ấy, tốc độ cao thì ấn vào phần RAP thì máy sẽ di chuyển ở tốc độ cao nhất bằng tay. Còn muốn di chuyển chậm thì tắt ra đi. Ở bên đây chúng ta có một số thiết là bằng tay, như là đưa ben lên rồi đưa cữ lên vân vân. Nhưng mà chúng ta chú ý khi mà muốn đưa cữ lên ấy, thì luôn để cái Z này ở vị trí cao nhất. Cứ ấn Z cộng cho nên vị trí cao nhất rồi ấn trừ lại một chút. Chúng ta sẽ chú ý ở phần Auto Tool này. Auto Tool là chế độ thay dao tự động. Còn cái Tab Shark là cái mở cái van để cho cái bàn hút chân không. Auto Tool ấy, chúng ta sẽ vào căn tọa độ gốc trước. Thì chúng ta nhập là MID, kích sang cái tab MID này, rồi kích vào chữ Auto Tool. Rồi nó sẽ hiện ra một dòng thông báo cảnh báo, rồi ấn vào góc này. Rồi vào phần Monitor. Rồi ở đây thì chúng ta chú ý nhất là lệnh T1. Chúng ta nhập lệnh ở cái dòng dưới này. Ví dụ là T1, T viết hoa. Chú ý T viết hoa. T1. Ấn vào MID Input. Rồi ở đây sẽ nhập lệnh T1. T1 nghĩa là con dao số 1. Rồi ấn OK. OK, rồi nhớ kích vào Simulation. Rồi Dry Start thì nó sẽ lấy con dao số 1 kia, lấy con dao số 1 xuống đo. Chúng ta quay cái con dao số 1, quay bằng tay. Chú ý sử dụng bộ chỉnh tay để cho nó an toàn. Nó sẽ tự động lấy con dao số 1 ra để đo dao. Rồi đưa xuống đây, chúng ta đưa sát xuống một chút, rồi đưa cái căn dao tự động vào. Đấy, căn dao tự động, rồi quay sát xuống một chút. Rồi chú ý để chuẩn rồi kích tắt chế độ Simulation. Ở trên kia thì máy sẽ đo tự động. Rồi sẽ đo dao tự động. Tương tự như thế chúng ta làm với con dao số 2. Nhập con dao số 2 nha. MID thì Input. Nhập là T2. Rồi OK. Rồi Simulation. Right Start.
nhớ là luôn phải sử dụng bộ chỉnh tay để an toàn với dao. Rồi thay dao xong rồi có thể tắt chế độ MPG đi kìa. Tắt chế độ quay bằng tay là máy sẽ tự động đo. Chuẩn bị đo mũi khoan. Dao số 2 đã đo xong. Tương tự như thế thì với dao số 3, số 4, số 5, số 6 thì chúng ta cũng đo tương tự như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp phần đo mũi khoan. Anh cất dùm cái đấy đi. Cất dùm offset setting này. Rồi tool set. Cái hai cái tọa độ vừa rồi ấy, thì nó sẽ được được in vào trong này. Rồi chúng ta sẽ đo cái mũi khoan bằng cách là vào cụm khoan drill. Vừa rồi là hai cái độ tọa độ của dao 1, dao 2 đã xong thì chúng ta sẽ bắt đầu vào drill rồi kích con dao T21 xuống. Rồi. Và chế độ men này, tắt cái chế độ FP này để cái con dao số 1 nó đi lên cho an toàn. Rồi. Tắt luôn chế độ auto tune đi. Bởi vì cái chú ý cái chế độ auto tune này mình không tắt đi thì sau khi mình nhập file và nó không chạy được, nó luôn hiểu là đo dao. Và bây giờ chúng ta sẽ đo cụm khoan tiếp và drill, đưa cái T21 xuống rồi đưa sát xuống mặt tấm lót. Rồi sau khi đưa cái dao 21 xuống sát mặt tấm lót thì chúng ta sẽ nhập vào trên này. Trên này quay trở lại và chế độ offset setting, rồi vào phần tool set để xuống được cái tab bên dưới ấy, chúng ta ấn FN đi xuống, đi xuống tiếp. Đây cái dao 21 hiện tại là cái số này, chúng ta sẽ nhập cái số 211.2 này, 211.220 vào cái số đấy, nhập vào đây 211.220 rồi enter, nó sẽ nhập vào số đấy tương tự, trừ 211. Rồi tương tự như thế với dao 22, 23, 24, 25, chúng ta có thể nhập thế hoặc là chúng ta cất kích vào dao 21, rồi ấn vào chế độ set tool max thì nó cũng tự nhận, tự động nó nhảy vào. Ok, xuống dưới. Ok. Tương tự như thế từ dao 21 đến dao 29 thì làm như thế để căn tọa độ gốc. Cái trường hợp ấy mà chúng ta muốn offset cái tọa độ này ấy, ví dụ như khoan không đủ độ sâu hoặc là khoan dư độ sâu, chúng ta có thể offset. Ví dụ trừ 212 thì nó sâu hơn, trừ 213 sâu hơn nữa. Trừ 209 ấy thì nó cạn hơn. Rồi quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ set tọa độ gốc 00 ở trên bàn máy. Chúng ta vào men này. Vào men rồi rồi drill, tắt cái mũi dao 21 này đi. Men. Rồi đưa cái trục Z lên cao một chút. Vào job, đưa trục Z lên cao một chút. Cứ đưa cao lên hết cỡ nó báo lỗi thì rồi trừ một chút. Rồi bây giờ chúng ta căn tọa độ gốc thì phải mở cái này. Mở cái van của cái hơi này, rồi mở bơm chân công. Rồi đưa một tấm. Rồi đưa sát
và rồi mở cái đây để cho nó hút chân không. Bắt đầu vào chế độ MPG. MPG để di chuyển lấy tọa độ X trước. Rồi di chuyển MPG, từ MPG rồi ấn FP. FP down. Nó báo là trục Z chưa ở điểm an toàn. Chúng ta sẽ đưa trục Z lên cao. Rồi ấn FP down. Rồi MPG. Ok, làm tiếp đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ căn sang tọa độ gốc. Căn tọa độ gốc thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần đây để bật cái cữ hai cái kia lên. Rồi đưa vào gốc, rồi bật cái tháp màu sắc này để cho nó hút. Rồi tắt hai cái cữ đi. Rồi test cộng. Test cộng cho lên cao. SP down. Đào rồi di chuyển cái kích vào MPG để di chuyển. Giờ sau đưa con dao đây, hiện tại là con dao T2 6 ly, đưa sát vào mặt bên Y để lấy trục X. Sát vào nhập bên trên này. Rồi vào chế độ offset setting. Rồi nhập là X. 16.990 enter. Rồi dao là dao 3 ly. Ok. Giờ đến Y. Quay tiếp đến cạnh Y. Z đi lên. Z đi xuống một chút. Hơi quá. Okay. Bắt đầu lấy tọa độ Y. Y là 894.318. Rồi, ok, chúng ta đã lấy được tọa độ gốc X gốc Y. Rồi quay lại thì vào